Xin chào các chị đã đến với kênh Cắt Mây Mẹ Bóng Hôm nay thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho mình thêm một cái chi tiết trên sản phẩm Đó chính là túi mổ hai cơi hay còn gọi là túi mổ hai viền tùy vào mình ha Vì sao nó được gọi là túi mổ hai cơi hai viền Túi mổ là tại vì cái túi này mình sẽ mổ trực tiếp lên trên cái sản phẩm của mình Mổ lên trên cái thân áo, mổ lên trên cái thân quần, có thể là áo vest hoặc quần tay hoặc là áo sơ mi kiểu mình cũng có thể mổ ha tùy vào mình mình thích thì mình mổ thôi mình cắt trực tiếp lên trên cái thân cái này là cái thân thì mình sẽ mổ trực tiếp nên gọi là túi túi mổ và túi mổ này người ta gọi là túi mổ hai cơi vì các chị thấy nó sẽ có hai cái cơi nè hai cái nắp ha ở trên một cái nắp và ở dưới một cái nắp như thế này đó thì cái túi này là túi hai cơi và cái phần lót bên trong như thế này ha thì cái túi mổ hai cơi này nó có nhiều cách làm lắm Nó có nhiều cách may Và đây là một cái cách may đơn giản Mẹ bóng nghĩ là nó sẽ đơn giản nhất Dễ làm nhất cho các chị em mình Và cái mặt trong của nó như thế này ha Mặt trong của cái túi như thế này Đây là phần lót túi ha à, Phần lót Rồi à, bây giờ mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho mình Cách thiết kế các cái chi tiết túi này à, Và cách may túi mổ hai cơi này như thế nào nha bây giờ mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho mình cách thiết kế ha à, bây giờ ví dụ như các chị có một cái miếng thân áo hoặc là thân quần các chị muốn mổ cái túi hai viền hoặc là gọi là hai cơi thì ở trên cái 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 áo hoặc cái quần đó các chị sẽ vẽ giúp cho mẹ bóng cái vị trí miệng túi mà các chị muốn nó nằm ở đâu ha. Ví dụ như quần tây thì thường nó nằm ở phần thân sau và nó nằm ngay ngay chính giữa thân quần là có nghĩa là cái ben nó nằm ngay cái chính giữa túi nè thì từ cái ben này mình sẽ vẽ qua hai bên là vị trí túi nè. Đó thì cái đó thì khi nào vào những cái sản phẩm cụ thể thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn cái vị trí túi nó nằm ở đâu. Còn bây giờ mình học cái cách mổ túi cái đã ha đó thì mình sẽ vẽ à, mình sẽ xác định được là cái vị trí túi nó ở đâu và cái độ rộng của cái miệng túi mà mình muốn cái độ rộng của cái cơi mà mình muốn ở đây thì mẹ bóng phóng to lên như thế này để cho các chị nhìn cho nó rõ ha chứ thật ra cái túi hai cơ túi hai viền hoặc là hai cơi này thì mình mình làm nhỏ thôi thì nó mới đẹp thì à, cái cái miệng túi này nè nó khoảng từ 12 à, tới 14 cm À, từ 12 tới miền 4 sang cái chiều dài của cái miền túi này Còn cái chiều rộng này á, thì nó khoảng là từ Có có những cái loại người ta mổ rất là nhỏ 0.8 Nhưng mà mổ nhỏ như thế này thì cần cái kỹ thuật cao hơn thì nó ra mới đẹp Thông thường thì nó khoảng 1 xăng hoặc là 1 xăng 2 1,2 xăng à, thì, Hoặc là 1,5 có những cái loại sản phẩm giống như, như áo áo khoác vét Nhiều khi người ta mổ to hơn có thể là 1.5 đó thì tùy vào mình cái chiều cao này và à, cái chiều rộng này nó như thế này thì nó sẽ chia đôi ra cho hai cơi ví dụ như 0.8 thì một cái cơi của nó sẽ là 0.4 đó, còn nếu như một thì một cái cơi của nó sẽ là 0.5 đây nó chia đôi ra như thế này các chị một nửa của nó ha thì tùy vào mình mình muốn cái cơi nó to hay nó nhỏ thì mình sẽ chọn cái kích thước cho nó phù hợp thì như vậy là mẹ bóng đã vẽ được cái vị trí miệng túi lên như thế này đó. và à, mình sẽ kéo dài những cái đường này ra cách vẽ ở trên cái thân nha chút xíu nữa khi qua cái phần may á, mình cũng vẽ tương tự như vậy luôn ví dụ mình lấy một cái miếng vải gọi là cái miếng thân mà mình muốn mổ thì khi vẽ nè vẽ cái miệng tía miệng túi nè thì các cạnh của nó các chị sẽ kéo dài ra như thế này cho mẹ bóng nha kéo dài ra để chút xíu nữa mình đặt cái cơi lên cho nó chuẩn rồi thì đây là cái việc đầu tiên mình cần làm đó là xác định vị trí miệng túi ở trên cái thân áo hoặc là thân quần như vậy là mình đã xác định xong À, bây giờ các chi tiết túi thì nó sẽ gồm những cái gì? Đầu tiên à, túi hai cơi thì dĩ nhiên nó sẽ phải có cái cơi túi, ha, gọi là cái cơi túi hoặc là cái viền túi. Thì cái túi này á à, nó có nhiều cách may, nhiều cách thiết kế nha các chị. Và đây là mẹ bóng đã, đây là mẹ bóng hướng dẫn một trong các cách đó. À, các chị có thể tham khảo nó có rất là nhiều cách may và mẹ bóng chọn một trong các cách may, một trong các cách thiết kế nha. Nên là mình đừng có thắc mắc là tại sao nó lại khác với những cái cách mà mình đã làm ha thì đây là một trong những cách đó thôi rồi thì cái cơi túi này á mẹ bóng sẽ cắt hai miếng có những cách người ta chỉ cắt một miếng nha các chị nhưng mà ở đây thì mẹ bóng sẽ cắt hai miếng cơi túi hai miếng cơi túi này các chị có thể đi ủi keo nếu muốn cái miệng túi của mình nó cứng cáp hơn à, có thể đi ủi keo có nghĩa là cắt thêm hai miếng keo mỏng để dán vô rồi hai cái cơi túi này canh sợi dọc như thế này ha và cái chiều rộng chiều nó là hình chữ nhật thôi à, chiều rộng của nó sẽ bằng 6 xăng À, khoảng 4 tới 6 xa khoảng 5 tới tới 6 xăng ở đây thì mẹ bóng làm 6 xăng cho thoải mái tại vì chút xíu nữa một miếng mẹ bóng sẽ gấp đôi lại như thế này thì nó còn 3 xăng mình sẽ dễ dễ may ha rồi thì nó là chiều rộng là 6 xăng và chiều dài nó sẽ bằng miệng túi miệng túi là cái độ rộng này ví dụ như miệng túi của các chị uh, may là 14 thì nó sẽ bằng miệng túi cộng thêm cho 6 xăng dư hai bên này để mình à, uh, mình may ở, ở trong với cái lót Vậy thì 14 cộng với 6 là 20, có nghĩa là 6 x 20 đó là cái cơi túi và mình sẽ phải cắt hai hai miếng ha, hai miếng và nếu muốn ủi keo thì thêm hai miếng keo nữa. Vậy là mình đã có phần cơi túi và cơi túi này mình cắt bằng vải chính, có nghĩa là cái thân này nó vải gì thì cái cơi này các chị cắt bằng vải đó. Rồi, à, cơi túi ha rồi tới phần lót túi à, dĩ nhiên cái túi thì nó phải có cái lót để nó đựng đồ đúng không ạ thì cái lót này mẹ bóng cắt một miếng à, liền như thế này luôn một cái hình chữ nhật dài như thế này à, để khi may thì mình sẽ gấp lên như thế này thì nó sẽ ra được cái chiều dài của cái túi đây các chị đó thì cái chiều dài này của hình chữ nhật này nó khoảng từ 38 tới 42 ha 42 40 42 tùy vào các chị muốn cái túi của mình nó sâu hay là nó cạn thì nó khoảng tầm từ 38 tới 42 canh sợi dọc lót túi này một cái túi thì chỉ cần một miếng này thôi tại vì mình cắt gấp đôi lên như thế này rồi và chiều rộng của nó thì cũng sẽ bằng miệng túi cộng với 6 xăng có nghĩa là nó bằng với cái cơi này đó các chị đó, chiều rộng thì bằng miệng túi cộng 6 xăng ha, còn chiều dài thì bằng 38 tới 40 là cái lót. Và cái lót này thì thông thường mình sẽ cắt bằng vải lót nha các chị. Mình sẽ cắt bằng vải lót chứ mình không cắt bằng vải chính tại vì nhiều khi á, mình may quần tây hoặc may áo vest thì cái vải chính nó rất là dày. Nếu mình cắt cái lót này bằng vải chính thì cái túi mình nó sẽ dễ bị cộm ha. Nên là mình sẽ cắt bằng vải lót. Chính vì cái cái này mình cắt bằng vải lót nên khi mình may vô nè các chị, mình sẽ mổ một cái đường túi ở đây cái lót các chị tưởng tượng cái lót nó nằm ở trong này và nó có một cái đường hở đây thì nếu như các chị không có cái đáp à, các chị không có cái đáp túi thì khi mà mình mở cái túi nó hở ra nó sẽ thấy cái lót nó sẽ xấu nên là mình phải có thêm một miếng gọi là miếng đáp túi miếng đáp túi mình sẽ phải cắt bằng vải chính à, mình sẽ cắt bằng vải chính và mình sẽ đặt lên cái lót để anh chi để khi mà À, mình đặt ở đâu thì chút xíu nữa cách may mẹ bóng sẽ hướng dẫn ha ở đây mẹ bóng giải thích cái chỗ cái đáp này thôi có nghĩa là mình sẽ đặt lên cái lót để khi mà cái túi này nó hở ra thì nó nhìn vô là nó thấy cái miếng vải chính chứ không phải là miếng vải lót các chị hình dung không ạ à? nên là cái đáp túi này các chị cũng sẽ cắt hình chữ nhật à, chiều rộng nó khoảng từ 8 tới 12 à, tùy vào cái độ rộng của miệng túi thí à, dụ như cái miệng túi mà nó to thì mình phải cắt to để cho khi mà cái miệng túi nó mở ra thì không có thấy cái phần lót chỉ thấy cái phần đáp còn miệng túi nhỏ thì mình cắt nhỏ ha. Rồi và chiều dài của nó cũng bằng miệng túi cộng với 6 xăng miệng túi cộng 6 xăng hết ha rồi và cái đáp này thì một cái túi mình chỉ cắt một cái đáp thôi thì như vậy là mình đã xong tất cả các chi tiết ha mẹ bóng nói lại gồm có chi tiết thân thì mình sẽ vẽ cái vị trí miệng túi lên trên này rồi chi tiết cơi thì gồm có hai cái cơi chiều rộng bằng 6 xăng chiều dài bằng miệng túi cộng 6 xăng rồi lót túi Lót túi thì chiều rộng bằng miệng túi cộng 6 xăng và chiều dài là khoảng 38 tới 40. Và cuối cùng là đáp túi, cắt một miếng ha, 8 tới 12 xăng chiều rộng, chiều dài bằng miệng túi cộng 6 xăng. Thì như vậy là mình đã đủ các chi tiết để mình đi à, may cái túi hai cơi hoặc là hai viền này, có người thì gọi là hai cơi, có người thì gọi là hai viền ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ à, cắt vải và may. Thì các chị lưu ý giúp cho mẹ bóng làm khi mà mình cắt cái thân á, thì mình nhớ vẽ cái vị trí miệng túi lên. Bây giờ mẹ bóng sẽ giới thiệu cái vải ha. Rồi, đây là cái thân của mẹ bóng. Ở đây thì mẹ bóng dùng bằng bút bay màu ha, nó hơi mờ. À, các chị có thể hình dung cách vẽ nó giống như thế này ha. Có nghĩa là mẹ bóng sẽ vẽ một vị trí miệng túi lên đây. Và các cái cạnh này mẹ bóng sẽ kéo dài ra như thế này. Kéo dài ra ha rồi và nó sẽ có cái đường tâm là đường chia đôi hai cái cơi đó, chiều rộng chiều dài à, chiều chiều dài và chiều rộng ở đây thì mẹ bóng mổ cái túi là một một xăng các chị một xăng nè mẹ bóng kéo dài ra ngoài nè kéo dài lên nè đó và cái miệng túi này của mẹ bóng là 12 xăng thì như vậy là đây là cái thân và cái vẽ này là mình vẽ lên mặt phải nha các chị vẽ lên mặt phải nha đó mình vẽ lên mặt phải rồi à, đây là cái miếng à, cơi túi mẹ bóng đã ủi keo ủi keo mềm à, cái miếng cơi túi này đó là 6 nhân với 12 ha cái miệng túi này của mẹ bóng là 12 mẹ bóng cộng thêm 6 xăng là 18 có nghĩa là cái này nó rộng 6 xăng dài 18 xăng rồi và khi mà mình có được một miếng cơi như thế này rồi thì các chị đi ủi gấp đôi lại như thế này giúp cho mẹ bóng và vắt sổ xung quanh như miếng này à, ủi gấp đôi lại và vắt sổ xung quanh thì nó ra được miếng này đây là một cái miếng cơi túi mình làm ở hai miếng luôn thì mình sẽ ra được hai miếng cơi và hai miếng cơi này thì trên này các chị sẽ vẽ giúp cho mẹ bóng nè ở đây các chị có thấy rõ không ta ở nó có một cái đường ngang như thế này đường này là cái đường rộng của cái cơi túi ví dụ như ở đây mẹ bóng đang đang làm cái miệng túi của mình là một xăng thì một cái cơi này nó sẽ là 0.5. thì từ cái mép gấp đôi này mẹ bóng sẽ lấy vào 0.5 mẹ bóng kẻ một đường dài từ bên này qua bên đây luôn. 0.5 thể hiện cái độ rộng của cái cơi. Một cái là 0.5, hai cái là một Còn nếu trong trường hợp các chị lấy cái này là 1.2 thì một cái của nó sẽ là 0.6, được không ạ? À? Thì mình sẽ vẽ một đường nè, ở đây mẹ bóng vẽ 0.5 nè song song với cái mép gấp đôi này ha, từ bên này qua bên đây luôn. Và ở đây có hai đường dọc này thì nó là cái độ rộng của miệng túi, đặt lên đây nó phải khớp ha các chị đó đặt lên đây hai cái đường dọc này nó phải khớp với cái độ rộng của miệng túi ha đó và hai miếng các chị sẽ làm y như vậy luôn à, à, tuy nhiên là nhớ lấy đối xứng ha cái miếng bên này thì như vậy thì vẽ bên này chứ đừng vẽ bên này mà nó bị mất nha đó mình lấy đối xứng là một miếng vẽ dưới một miếng vẽ trên như thế này bây giờ mẹ bóng sẽ đi làm miếng còn lại và vẽ lên cái miếng còn lại luôn nha và à, mẹ bóng cũng có cái phần lót nè các chị đây mẹ bóng cắt bằng vải lót ha một miếng lót và đây là miếng đáp đây là miếng đáp được không ạ à? rồi cái lót và cái đáp này mình xử lý sau bây giờ mình sẽ đi làm cái cơi này và mình sẽ may cái cơi này nha rồi bây giờ mẹ bóng sẽ đi ủi nốt cái này và à, vẽ lên giống như cái đầu tiên này như vậy là mẹ bóng đã làm xong hai miếng như thế này và vẽ hai cái đường cơi lên trên đây. Các chị nhớ vẽ cho chuẩn xác ha. Các chị vẽ đều đẹp thì khi các chị may ra nó sẽ đều và chuẩn và đẹp ha. Cái miệng túi nó sẽ đúng cái thông số còn nếu mà mình vẽ sai mình may ra nó sẽ sai cái thông số và cái túi nó sẽ không cân ha. Thì à, trên này các chị thấy nè, mình à, mẹ bóng lấy cái kim ghim mẹ bóng chỉ cho nó đúng nè. À, các chị thấy nè, nó có một đường dọc, một đường ngang, đường ngang này là cái đường từ ngoài mình lấy vào à, 0.5 là thể hiện cho một nửa của cái cơi đó. À, một nửa của cái miệng túi đó ha. Thì à, ở đây nó sẽ giao nhau tại một điểm, nó sẽ có một cái điểm giao. Mẹ bóng kim một cái kim ghim vào đây. Rồi và bên đây nó cũng sẽ theo cái chiều rộng của miệng túi thì bên đây nó sẽ có một cái điểm giao thứ hai được không ạ? Ngay đúng cái vị trí này luôn đây là cái điểm giao thứ hai rồi và trên miếng này nó cũng tương tự như vậy ha rồi bây giờ hai cái điểm giao này nó phải khớp với hai cái điểm giao ở trên cái miệng túi này à, nhưng mà cách đặt như thế nào các chị đừng có đặt thành phẩm các chị muốn thành phẩm ra là nó như thế này đúng không ạ các chị muốn thành phẩm ra nè các chị muốn thành phẩm ra là cái cơi nó phải nằm đây một cái ở đây và một cái ở trên là hai cái cơi thì các chị phải đặt ngược lại được không ạ thì khi đặt nè Thí dụ thành phẩm mình muốn là như thế này thì khi mình đặt á là mình đặt ngược lại như thế này, có nghĩa là cái mép bắt sổ nó nằm lên trên và nè, cái 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 điểm giao của cái cái cơi nó phải khớp với điểm giao của cái miệng túi ở đường dưới nha các chị, đường dưới nha, tại vì lúc thành phẩm mình muốn là muốn nằm như thế này thì mình lật ngược lại và mình nằm ở điểm dưới nha các chị. Đây, nó có hai điểm giao, một điểm giao ở dưới và một điểm giao ở trên. Thì bây giờ mình sẽ đặt ngược lại như thế này nha. Cái mép bắt sổ ở trên, cái mép gấp đôi ở dưới này và cái điểm này nè, nó phải khớp với cái điểm ở dưới. À, khớp điểm mình lấy kim ghim mình ghim cho nó chuẩn ha các chị phải thật khớp nha thật khớp thì mình may vô nó mới vuông góc và nó mới đẹp được đó và bên đây thì nếu mình làm đúng thì điểm bên đây nó sẽ phải khớp với cái góc bên này nó phải góc khớp với cái góc miệng túi bên này tại vì mình lấy miệng túi bằng nhau mà đó vậy thì mình sẽ có được một cái cơi may vào đây bên đây mình cũng làm tương tự nè mình cũng sẽ có hai cái góc ha các chị hai cái góc hai cái góc của cái này rồi và bây giờ mình sẽ đặt nè mình muốn thành phẩm là nó như thế này cái cơ nó nằm dài thì bây giờ mình phải đặt ngược lại cái bắt sổ nó nằm lên và cái điểm này nó phải khớp với cái điểm miệng túi ở bên trên đây bên đây nó phải khớp ngay đây mình ghim cho đúng cái góc nha rồi rồi bên này nó phải đúng cái góc này các chị may đúng góc thì khi mà các chị mổ ra nó mới vuông có nhiều chị nói là mổ ra nó bị méo méo là do mình may méo nha mình ghim không có đúng góc rồi có nhiều chị nói là mổ ra nó bị bể hoặc là nó bị uh, 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 hở thì do là mình lấy nó không khớp uh, hở hoặc là chặt ha do mình lấy không khớp thôi bây giờ khớp thì nó vô tới đâu là nó đúng ngay tới đó ha rồi bây giờ ghim như vậy rồi thì bây giờ mẹ bóng sẽ đi may đi may ha các chị đi may thì may thì sao bây giờ mình đặt hai cái góc nó khớp nhau thì các chị sẽ may cho mẹ bóng nè may một đường ngay đúng cái kim bên này ngay đúng cái góc góc ghim này may thẳng theo cái đường mình vẽ này và hai cái đường này nó phải khớp nhau có nghĩa là hồi nãy mình có vẽ cái miệng túi lên đây đúng không thì nó ở dưới này nó có một đường ở trên nó có một đường thì cái đường ở dưới này nó phải đúng khớp với cái đường miệng túi ở trên cái cơi này thì khi mình lật lên cái cơi nó mới đúng còn nếu chị các chị may đúng ở đường này nhưng mà cái đường dưới nó bị lật thì khi các chị mổ ra nó sẽ không có khớp cái miệng túi cái miệng túi nó có thể bị hở hoặc bị méo nên là may là phải khớp may theo cái đường này và khi may mình dở lên thì nó phải đúng ngay cái đường ở dưới Ha. tương tự như vậy bên này cũng vậy luôn mình sẽ may theo cái đường này và khi mình dỡ lên thì nó phải nằm đúng ngay cái đường ở dưới này giờ bây giờ mẹ bóng sẽ đi may ha đi may hai đường đó may cho nó thật chuẩn từ uh, lại mối nha các chị và đúng, đúng ngay cái góc bên này mình may lại mối đúng ngay góc nha đừng có lố ra ngoài mà cũng đừng có thụt vào bên trong nha các chị cái kim nó phải cắm đúng ngay cái góc này không được lố ra ngoài và cũng không được thụt vào trong nếu trong trường hợp các chị bị lố ra ngoài và thụt vào trong thì khi các chị mổ ra cái túi nó sẽ bị méo À, hình dung ra không ạ? À? Nên là mình cắm, mình làm cẩn thận, đúng ngay cái góc này mình lại mối, mình may tới đúng ngay cái góc này. Ví dụ như cái mũi cuối cùng của mình, nếu như mà mình may cái mũi cuối cùng của mình nó lố hơn thì các chị phải dừng kim và các chị quay tay để cho nó khớp đúng ngay cái góc này chứ đừng có cố may một mũi cái nó bị lối ra bên đây là nó sẽ không đẹp. Được không ạ? À? Mình sẽ phải cắm kim cái cuối cùng nó phải khớp ngay đúng cái điểm này, cái điểm màu đỏ này, được không ạ? À? Rồi bây giờ mẹ vẫn sẽ đi may nha. Như vậy là mẹ bóng đã may xong hai miếng cơi này vào trong cái thân. May xong thì nó sẽ như thế này các chị, hai cái miếng vắt sổ nó đấu vào nhau ở giữa này là cái độ rộng của miệng túi nè. Đó ha. Và khi may thì nhớ là cắm kim may đúng góc, may đúng góc bên này lại mối. Các chị nhìn là khi mẹ bóng dở lên nè, hai vị trí kim nó phải thẳng nhau và nó đúng ngay cái góc mình vẽ, mình vẽ thẳng, mình may đúng góc thì khi ra nó sẽ thẳng ha. Đó, để kiểm tra cho nó chính xác thì các chị có thể nhìn cái mặt ở bên dưới này. Đó, các chị nhìn mặt bên dưới này mà chị các chị thấy hai cái đường chỉ này nó uh, song song nhau và hai cái điểm dừng nó vuông góc với nhau thì như vậy là cái túi mình mổ ra nó sẽ vuông và nó sẽ đẹp còn nếu như hai cái đường này các chị thấy chỗ to chỗ nhỏ uh, hai cái vị trí dừng này nó không thẳng mà nó xéo như thế này thì khi các chị uh, mổ ra thì cái miệng túi của mình chỗ nó sẽ bị chặt chỗ nó sẽ bị hở còn cái góc này thì nó sẽ bị xéo mình hai cái điểm dừng này nó vuông thì nó sẽ ra vuông mà hai điểm dừng này nó bị xéo thì nó sẽ ra xéo ha nên là mình sẽ kiểm ở cái mặt 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 trái này đó là sẽ dễ nhìn nhất mình kiểm mình thấy nó vuông vất như thế này rồi và nó thẳng song song hai đường này song song với nhau bằng đúng một xăng ha bằng đúng một xăng thì như vậy là chúng ta ok và chúng ta có thể mổ túi à, có nhiều chị thì sợ nó sẽ bị bể góc thì các chị có thể ủi một cái lớp keo ở ngay hai cái góc mình mổ này Ha, ủi một cái lớp keo ở hai cái góc này đó, Ủi trước khi mình mổ ha Ủi một cái vòng tròn keo ngay đây Hoặc hình chữ nhật keo ngay đây à, Ủi trước khi mình mổ Còn bây giờ mẹ bóng sẽ mổ luôn ha Liều mổ luôn Rồi cách mổ nè Các chị sẽ gấp đôi ở giữa cái miệng túi ha Gấp đôi ở giữa cái miệng túi như thế này Các chị sẽ dùng kéo bấm Bấm một đường ở ngay chính giữa Được không ạ à? Bấm một đường ở ngay chính giữa Sau đó nó hở ra như thế này rồi Thì các chị sẽ bấm qua bên gần tới cái đường góc túi thì các chị cách khoảng 2 xăng một xăng rưỡi hai xăng các chị dừng lại bên này cũng vậy ha khi mổ túi này thì các chị chọn cái kéo nó có cái đồ nhọn ha để khi mình vô góc cho nó đẹp rồi cách cái này khoảng 2 xăng mình dừng lại rồi bây giờ mình sẽ mổ góc xéo ha mình sẽ dở cái góc này lên để ra mình thấy rõ được cái góc dần kim được không ạ à? mình thấy rõ được cái góc dừng kim ở đây để mẹ bóng lấy nét ngay đây nè rồi mình thấy được cái góc dần kim ha rồi ngay cái góc dừng kim này á là mình sẽ mổ xéo từ đây mình mổ tới ngay đúng góc và mổ sát góc sát cái sợi chỉ này luôn đừng có làm đứt cái sợi chỉ là được ha bây giờ mẹ bóng nè đá thêm tí nữa nè cho nó dễ ha rồi mình sẽ mổ xéo qua cái này là mình mổ cái lưỡi gà đó các chị mình mổ đẹp á thì mình sẽ may ra đẹp ha rồi mình sẽ mổ xéo qua nè mẹ bóng cách khoảng một rưỡi thôi mổ đúng ngay cái góc nha các chị nè sát ngay cái góc may luôn ha đó cắt một sợi 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 chỉ thôi rồi bây giờ mẹ bóng sẽ mổ qua cái góc bên này xéo ngay từ cái vị trí xéo này mổ qua tới cái góc bên đây và cũng đúng ngay cái góc sợi chỉ luôn đừng cắt đứt sợi chỉ là được rồi bên kia các chị làm tương tự ha cũng sẽ mở lên như thế này để xác định cái góc và mình sẽ bấm từ ngoài này bấm thẳng vào trong cái góc bấm thẳng luôn ha bấm thẳng vô cái góc rồi bên đây mình cũng sẽ bấm thẳng vô cái góc bên này. Rồi, sát góc ha. Sau khi mà bấm hết như thế này rồi thì các chị sẽ lộn nó vào trong. Mẹ bóng kể cho các chị nghe ngày xưa mà tới cái công đoạn mà mổ này nè, rung lắm, không có dám bấm đâu tại vì cái thân này là cái thân áo hoặc là cái thân quần của mình. Mà bây giờ mình bấm mà nó rách một cái là coi như là phải bỏ luôn đi cắt lại cái thân khác hoặc là may lại cái cái phần khác rất là rung mỗi lần mà đưa cái kéo bấm vô để mà bấm cái này là rung cực kỳ rung luôn bữa nào các chị thử làm đi các chị sẽ thấy cái cảm giác lần đầu tiên mà mình bấm cái này ha giống như mình đang phá vải á các chị hoặc là ăn hoặc là thua đó rồi bây giờ mình lật nó vào bên trong thì hai cái cơi nó đã vào bên mặt trái nè thì cái mặt phải nó sẽ ra nè các chị Bây giờ mình phải đi ủi đã nha tại vì cái vải này nó hơi dày nè đó đó mình mà may chặn lưỡi gà thì nó sẽ ra như thế này ha bây giờ mẹ bấm sẽ đi chặn lưỡi gà nè và đi ủi cho cái miệng túi nó sẽ bung ra ha rồi đó nếu như các chị à, may đúng thì nó sẽ không bị hở nè nó vừa khớp như vậy thôi và các chị lật ở bên trong này đó thì ở chỗ này cái miếng tam giác hồi nãy mình bấm thì nó sẽ ra như thế này nó giống như cái lưỡi gà người ta gọi là chặn lưỡi gà ha chặn lưỡi gà thì bây giờ mình sẽ à, mình sẽ đi may một đường Để lấy mẹ bấm lấy nét đó thì đây là cái lưỡi gà nè khi chặn thì các chị nhớ để ý cái mặt phải của mình mình để cho nó khớp nè cho nó êm nè ha như thế này đó, và cho nó thẳng nha các chị chặn mình xéo như thế này là nó ra xéo này các chị thấy xéo không đó mình phải để cho nó thẳng nè đó nó thẳng ha và mình vuốt cho êm nè và mình giữ nguyên như vậy mình mở ra đây mình giữ cái lưỡi gà này như thế này đó và mình sẽ may một đường sát mép đây thôi đừng có may lên cái thân nha các chị may sát cái góc thôi để chặn lại cho cái góc nó không bị bể ha à, bên kia mình cũng sẽ làm như vậy và cái bước này gọi là bước may chặn lưỡi gà ha các chị nhớ là khi mình chặn thì mình phải canh ở cái mặt phải nó phải thẳng nha các chị đó phải thẳng góc vuông góc như thế này đừng có để cho nó sọc xịt xéo như thế này nha đó phải để chỉnh cho nó thẳng nè đó chỉnh cho nó thẳng và hai cái miệng túi nó khít với nhau nè đó hai miền túi khít rồi mình hãy chặn ha bây giờ mẹ bóng sẽ đi chặn và đi ủi cho nó êm cái miệng túi nha chặn ở cả hai bên nha các chị chặn thì mình sẽ dở lên và mình chặn cái lưỡi gà này với hai cái cơi thôi mình đừng có may lên cái thân nha đó may một đường sát mép ở đây thôi sau khi các chị đã chặn xong ha các chị muốn mí một ly thì các chị sẽ mí xung quanh mí một ly như thế này luôn cho cái túi nó đứng form ha còn nếu mà mình không mí thì thôi mình ủi cho nó êm là được rồi thì như vậy là mình đã mổ xong cái cơi này các chị nó phải khít như thế này ha và nó phải vuông góc ở bốn góc nha rồi bây giờ mình sẽ xử lý ở bên trong để mình mình may cái lót bây giờ cái lót này á À, có những cách may á các chị là khi mổ này nè người ta đã đặt cái lót vào người ta kẹp luôn rồi còn cái cách của mẹ bóng thì tại vì khi mà mình đặt thêm cái lót vào để mình mổ cái này đó thì mình phải canh thêm cho cái lót nó phải chuẩn nữa thì nó sẽ khó hơn à, thì cách đó cũng được chị em nào mình học hỏi theo cách đó cũng ok còn cái cách của mẹ bóng là sẽ may rời ha mình mổ cái cơ trước sau đó thì bây giờ mình mới cặp cái lót vô thì cái lót này trước khi mình cặp vô đây á, thì các chị xác định mặt phải cho mẹ bóng ha thì cái mặt phải nó sẽ nằm ở đây nè nó nằm ở đây vậy thì cái phần đuôi ở dưới cái lót này mẹ bóng sẽ đặt cái miếng đáp lên tại vì các chị hình dung nè tí xíu nữa mẹ bóng may cái lót á là mẹ bóng may một đường nó nằm ở dưới này cái đường này mình bóng sẽ ập lên và may cho cái đường ở phía trên này thì các chị thấy khi mà mình đặt cái đáp nó vào đây nè khi mình ập lên đây thì khi mà mình ra ngoài mình mở cái miệng túi ra này các chị đó là mình sẽ thấy cái đáp này các chị thấy không đó mình thấy cái đáp chứ mình không thấy cái lót còn trường hợp nó không có cái đáp này ha bây giờ mẹ bỗng sẽ sẽ bỏ cái đáp ra cho các chị thấy nè bây giờ nếu mình không có đáp mình may một miếng ở đường dưới may một miếng đường trên nó phủ như thế này để có được cái phần lót thì các chị thấy khi mà mình mở cái túi ra nè đó mình thấy cái lót và khi mà thấy cái lót như vậy thì nó sẽ không đẹp đúng không ạ à? nên chính vì vậy là cái mục đích của cái đáp là như vậy đó thì bây giờ mình sẽ đi vắt sổ cái lót này và kết hợp vắt sổ thì mình sẽ vắt luôn mặt phải nha các chị đây là mặt phải và đây là mặt phải nha mình sẽ đặt lên như thế này đó mặt phải mặt phải được không ạ? À? Và mình sẽ vắt sổ xung quanh. Cái phần đáp này mình vắt sát mép đây cũng được luôn. Hai miếng này nó khớp nhau chiều này ha, chiều này của cái đáp khoảng từ 8 đến 12 cm. Rồi, và như vậy là mình sẽ đi vắt sổ xung quanh vắt liền cho cái đáp nó dính như thế này. À, nhưng mà à, trước khi mà vắt dính hai bên thì cái đáp chỗ này các chị cũng sẽ vắt cho mẹ bóng nha. Vắt cái chỗ này trước nè. Có nghĩa là mình vắt hai cái cạnh này trước, sau đó à mình vắt một cái cạnh trong này thôi. Sau đó mình sẽ đặt cái này lên đây và mình vắt xung quanh ha. Rồi mẹ bóng sẽ đi vắt cái này nha. Sau khi mình đã vắt sổ ha cho cái đáp nó nằm êm như thế này, chỗ này nó đang hở thì các chị sẽ dùng máy một kim may một đường nha, cho nó 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 kín lại như thế này luôn ha các chị. Đó, sau khi mình vắt sổ xung quanh thì chỗ này nó hở nè. Đó thì mình may một đường luôn ha. Rồi như vậy là mình đã có cái đáp vào trong cái lót như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ may cái lót này vào trong cái miệng túi thì mình sẽ may nè cái cái miếng có đáp thì nó sẽ may với cái cơ ở trên còn cái miếng không cái phần không đáp thì nó sẽ may với cái cơi phía dưới bây giờ cái mặt này là mặt phải đúng không ạ à? mặt này là mặt phải nè mặt có đáp là mặt phải các chị sẽ lấy mặt phải ấp với cái cơi phía dưới nha lấy mặt phải nè ấp với cái cơi phía dưới nè cái phần mà không có không có đáp nha đó mặt phải ấp với cái cơi và các chị sẽ dở cái cơi này lên nha các chị dở cái cơi này lên may cái lót với cái cơi này à, cách đường may theo đường may một xăng ha à, may một đường lại mỗi hai đầu mẹ bóng sẽ đi may đường này nha sau khi may xong đường này thì các chị sẽ lật ra và các chị mí một ly giúp cho mẹ bóng luôn nha mí một ly luôn rồi mình đặt mình may một đường sau đó mình sẽ lật ra mí một ly thì nó sẽ ra được như thế này rồi các chị nó sẽ dính được cái lót với cái miếng cơi bên dưới thôi nha các chị đừng có may lên cái thân nha mình chỉ may lên may cái lót này với cái cơi thôi nha mình đặt hai cái mặt phải úp với cái cơi nè mình may một đường ha cầm cái cơi này lên và may đúng cái cơi này thôi và mình sẽ lật ra và mình cũng mí một ly mí đúng lên cái cơi đừng có may lên cái thân nha các chị thì mình sẽ ra được như thế này rồi đó mình ra được như thế này rồi ha bây giờ mình sẽ úp cái lót này lên trên và mình sẽ may cái này với cái cơi bên trên đặt khớp như thế này may một đường một xăng lại mối hai đầu được không ạ à? đây rồi và kết hợp với việc may đường này thì các chị sẽ dở cái này lên dở cái cơi lên đừng có may lên thân nha mình may tới đây đúng không mình may quay qua đây luôn mình may xuống dưới cái phần lót túi này mình lại mối luôn và bên đây cũng vậy luôn ha khi mình may trên này rồi nhớ là dở cái cơi lên mình may với cái cơi thôi thì mình dở cái này lên ha dở bên này lên à, may một xăng bên này nữa thì cái cái lót nó sẽ chín ha bây giờ mẹ bóng sẽ đi may xung quanh này và sau khi mình đã may xung quanh cái phần lót với cơi này rồi nha các chị chỉ dỡ nó lên và may cái lót với cái cơi ở trên này thôi nha và may xung quanh như thế này thì mình đã hoàn thành xong cái túi mổ rồi các chị mặt trong mặt trái của nó sẽ như thế này ha đây là phần lót ha rồi mặt phải của nó sẽ như thế này và khi mình mở cái túi ra thì chỗ này mình sẽ thấy là cái đáp này chứ không phải là cái lót này ha các chị tại vì hồi nãy mình đã may cái đáp rồi và như thế này mình sau có tay vô ha chỗ trong này là đã may đáy hết rồi đó thì như vậy là đây là hoàn thiện một cái túi mổ hai cơi hôm nào rảnh thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho mình túi mổ một cơi nữa nha một cơi là nó chỉ có một cái viền thôi còn cái này nó có tới hai cái viền như thế này và xong rồi ha các chị ha hoàn thiện rồi cái này mình làm lần đầu thì có thể là nó chưa chuẩn những lần sau thì mình sẽ canh được cái góc thì nó sẽ chuẩn và đẹp hơn chúc các chị sẽ thành công với cái mẫu túi mổ hai cơi hai viền này nhé hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo